Xin chào quý bà con, ngày hôm nay chúng tôi mời bà con cùng xem chiếc máy thổi láo Sima MTL80cc thổi lá cao su như thế nào nha. Đây là vườn cao su cây lâu năm ở Đồng Nai, với thân cây to và cánh lá xung xuê. Liên khí dụng lá tạo ra độ dày của lá trên mặt đất là rất lớn, và mùa khô nguy cơ cháy rất cao, nên phải dùng cào lá hay quét lá xa gốc cây ra để phòng bị cháy. Công việc này làm bằng tay trước giờ mất rất nhiều thời gian, công sức và chi phí. Nhưng bà con yên tâm, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến bà con máy thổi lá có điều chỉnh tốc độ để gom lá dễ dàng và nhanh chóng bằng máy thổi lá Oshima MTL80cc đáp ứng mọi nhu cầu của bà con. Máy thổi lá Oshima MTL80cc sử dụng động cơ 2 thì với nhiên liệu xăng pha nhớt tỷ lệ 20 năm trên 1, công suất 3.000 W, tốc độ 7.000 vòng trên phút. Đây hiện là sản phẩm được nhiều người tin dùng và đánh giá cao về chất lượng thổi. Ưu điểm máy thổi lá Oshima MTL80cc: thiết kế bộ khởi động cao cấp đảm bảo khởi động động cơ dễ dàng, tay cầm an toàn thoải mái, có thể ngăn chặn tĩnh điện, côi có mút chất lượng tốt, làm sạch không khí của động cơ, tay cầm tự khóa sang trọng, dây đeo mềm mại thoải mái, máy chạy ít rung, tốc độ ổn định, lưu lượng gió lớn, cấu tạo chắc chắn, thiết kế gọn, đeo lưng thuận tiện. Thông số kỹ thuật máy thổi lá Oshima MTL80cc: dung tích xi lanh 80cc, công suất 3.000 W, tốc độ 7.000 vòng trên phút, tiêu hao nhiên liệu, tiêu thụ nhiên liệu ít hơn 544 gram trên kWh trên giờ. Bình xăng lớn 3 lít, lưu lượng khí trung bình 0,5 m khối trên giây, trọng lượng tịnh 12,6 kg, tỷ lệ pha nhiên liệu 20 năm trên 1. Bình xăng con màng bơm, kích thước 55 và 46 và 55 cm. Quý bà con có nhu cầu hay quan tâm đến sản phẩm máy thổi lá hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới video để được tư vấn hỗ trợ tìm được sản phẩm đáp ứng nhu cầu của mình. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.